Mồi bén mọi người ơi, chuyện là hồi tối ông anh hai ông có đi soi đêm có được mớ gắn chung này mấy anh chị. Mà chỗ em hiện tại ta nói gắn chung kiểu này là hơi bị ít luôn á mọi người. Rồi đây nha mọi người, bây giờ mình sẽ mặn sạch sẽ mấy con này còn một chút mình tính tiếp. Bây giờ mình chế nước sôi làm cho nó sạch nha mọi người. Làm cái này cũng hơi máu nên là không có quay trực tiếp nha mấy anh chị. Mình phải chế miếng nước sôi gì nè, cạo giấy nó mới sạch được. Hồi nãy có nói rồi đó mọi người, gắn ở chỗ em bây giờ là hơi bị ít luôn. Ông anh hai của thịt heo là phải đi sôi tuốt tuốt Mỹ bên kia mới có. Không biết là chỗ mọi người sao chứ chỗ em gắn bán được giá lắm nghe. Gắn chung gì nè là 200 mấy ký. Đây, làm xong xuôi sạch sẽ hết rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt khúc ra về luôn nè, sẵn gì luôn nè. Vậy chứ nhiều đây cũng nhiều lắm nha mọi người, trên nửa ký à. Rồi bây giờ mình làm nha mọi người ơi. Đó, gà hai trái đu đủ mỗi vịt mọi người ơi. Gắn này hầm đu đủ mới ngon, gắn chung mà. Cái mớ gắn này là hai đứa em chia lại chứ không phải xin đâu nha mọi người. Bởi vì ổng cũng đi soi này kia cực khổ lắm. Bán cho người ta bao nhiêu là tụi em mua lại bấy nhiêu rồi chứ không có trả giá trả bớt gì đâu nha. Còn trái dừa để trong góc cũng lâu rồi nè, bữa nay lấy ra xài luôn. Ủa mà tự nhiên tới đây thấy sai sai rồi ta. Đáng lẽ phi tỏi xả ớt cho thơm cái mình bỏ gắn vô mình xào mà tự nhiên cho nước dừa vô luôn rồi. Mọi vậy là phải lặt đặt đem gắn đi xào riêng chứ sao giờ. Riêng miếng tỏi cho nó vàng nó thơm lên rồi mình cho gắn vô mình xào nha mọi người. Với lại nhớ cho vô thêm vài tép xả đập dập nữa cho nó khử mùi nha. Đó, nhiêu đây thôi là mình xào cho gắn nó săn lại là được rồi đó. Trời ơi, nó thơm. Rồi, cho vô nha. Đáng lẽ xào gắn ngay lúc đầu là nó mau rồi đó mọi người. Mọi người mà có làm thì nhớ xào gắn trước nghe. Chứ hồ mà làm giống hai đứa em là thấy hơi dài dòng mà đó nghe. Tại vì em quên mình hầm gắn trước cho nó hơi mềm mềm chút đi rồi hả cho đu đủ vô. Để lửa liu riu rồi mình hầm tiếp. À, bây giờ đợi cho nó chín rồi mình ăn thôi mọi người. Gắn hầm đu đủ là phải chấm với muối ớt chanh chua chua cay cay nó mới ngon nghe. Làm nhiều nhiều ớt á. Xong rồi nha mọi người. Trời ơi, quá trời thơm rồi. Chàng ơi, ta nói nhìn cái nồi gắn quá đã luôn mọi người ơi. Ta nói ai mà khoái ăn gắn he là nhìn kiểu này chịu đâu có nổi, bảo đảm là chảy nước miếng liền. Nhìn cái nồi gắn khói nó nghiêng ngút he, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Lớp nào mình nấu bằng nước dừa rồi thêm đu đủ nữa nó ngọt thứ gì mà chịu nổi. Em thì được một cái em sợ gắn dữ lắm luôn mọi người ơi. Nhưng mà tới lúc nấu chín rồi đó là em ăn được hơn nha. Rồi em mời mọi người nha. Chấm muối ớt ngon nha mọi người ơi. Đu đủ nè. Một cục nữa coi. Cái muối ớt quá trời ngon nè. Trời ơi, em ngồi em nhìn thịt heo ăn mà em thấy thèm chảy nước miếng luôn á mọi người. Hồi này em ăn bóc luôn nha. Gắn ăn bóc mới ngon mấy anh chị, nó thiệt luôn, gấp đũa nó trơn trơn chứ không ngon. Đúng rồi, ăn bóc nó dễ ăn hơn. Mềm không? Mềm không? Mềm. Mọi người nghe. Hầm lâu dữ lắm rồi. Wow. Cái da quá ngon. Nhân thấu hả? Ừ, cái da nhai nó giòn giòn sực sực đã mọi người. Thịt nó cũng ngọt nữa. Cái này vô mùa khô và thành ra gắn cũng hiếm lắm mấy anh chị. Mà không biết ở đây có anh chị nào mà mình không ăn được gắn không ta. Chứ em thấy cái món này mà mấy ông chú dân nhậu đó là khoái dữ lắm luôn nè. Nguyên cái nồi gắn nóng hổi kiểu này ha mà gót ra thêm vài sĩ đế nó trời ơi chịu gì nổi. Bữa trước có mấy anh trai kêu em làm món nào mà mò nhậu bén bén đi. Bữa nay làm cái món này đủ bén chưa mấy anh trai. Nếu mà đủ bén đứt tay rồi thì mọi người nhớ thả tim like rồi nghe. Cảm ơn mọi người nhiều.